triệu dây bạc củi nha. Bít màn hình hết rồi. Thấy 7 ra bến, thấy 6 vô, thấy 2 vô, đằng kia thấy 5 đang đậu lẫn rồi các bạn. Cái này 1.600, 1.700 không nè. Anh thấy 5 đẳng 1.600 á. Anh này cũng cỡ chặn chặn thấy 5 đẳng. Giờ anh cặp gì thấy 5 đẳng này. Một con chó, hai con chó, ba con chó. Đây sẽ đang nuôi ba con chó các bạn. Dưới con bự hay sao, hai con nhỏ này. Này đi giao xi măng về, chở đá về này. Còn có bành ở trên, bành đường xi măng. Hiện tại thì đây là trong cái bến cảng của công ty, bến cảng thủy của công ty xi măng Cần Thơ Hậu Giang nha các bạn. Ngay trên cái máy cổng này, mình mấy cái kho chứa và cái liệu làm xi măng này các bạn. Đây thấy ngay chuẩn bị vô bóc cái này sỉ đen Vũng Tàu về. Chiếc thấy hơn 5 đẳng thì đang chở ba sỉ trắng nha, con bò sỉ trắng. Thằng bò sỉ trắng ngoài tàu buông ngoài sông sông Hậu mới vô. Sáng quay ngược nắng có hụ ta. Cần Thơ 02359 Thái Hưng 2. Cũng phải tháng 2 không ta? Thái động các bạn, Thái Hưng 12. Thái 12. Chiếc này được đóng năm 2007 nha các bạn. Đây zoom lại cái số ấy cho các bạn xem. Đây năm 2007 nha. Rồi buộc dây chạy mình, buộc dây mình luôn. Chúng thuyền trưởng Simbet thì chứ. Yếu quá, quá trời khói à.
2007 anh ở giờ anh cặp chiếc bản chưa xong nữa đó. Nước lên ngập bến chưa? Đi gồng lại cút xuống giật mé. Mấy đô vậy? Mấy đô vậy? Hay đô vậy? Không biết là chạy tiếng gì hay đô trời. Rồi. Trời không chuyện gì kia. Quá ngập rồi, có thấy thấy mở ở đâu luôn rồi. Hết thấy mở gấp đường luôn rồi. Đây anh em cài sữa hết xuống đò, đò trọng tải dễ hầm ra bốc. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy?
Rồi xuống nữa. Xuống nữa. Thì sao không đánh cá này. À, xong rồi dư bến xong rồi các bạn ơi. Dư bến xong thì cá chết xuống đo ha. Rồi đang đo này các bạn. Rồi mấy anh em thì tập trung dỡ nắp hầm. Nắp hầm ra cho trống cho tổ bốc hàng ha. Bên đây Thái Hưng đây thì 100% là đẩy bằng cái nắp tôn nha các bạn. Đây thấy là kéo hơi 3 tấm luôn. Tôn này còn thì cũng mới nha, xích gạch nè. Bên phía Thái Hưng chính mình đang đi bển thì xe tua tả tơ cho các bạn. Đợi tháng mấy 2 tháng nữa lên ụ sửa luôn. Máy Cummins mà chạy tiếng vang giống như Hino. Sĩ đen nha các bạn, đen phù lùi nè. Kết thúc video nha. Hay ho gì. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.